Xin chào anh Nguyễn Ngọc Tân ở Hà Nội và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test cho anh hai bộ sản phẩm, đó là hai bộ mic không dây loại 2 mic màu bạc xanh. Thì anh cũng mua kèm bên em là một mạch thu Bluetooth. Thì khi các bạn mua sản phẩm sẽ bao gồm hai tay mic và 5 loại chân jack đơn như thế này, 5 chân đơn như thế này và một mạch thu. Thì sản phẩm này bên em đang bán với giá hiện tại là 545.000 một bộ. Ok, bây giờ em sẽ kết nối mạch mic và để test bộ sản phẩm này cho anh. Thử test bộ thứ nhất nhé. Đấy, như anh đã thấy thì cái màn hình của mic cũng đã sáng và hai đèn của mạch thu cũng đã sáng. Đèn led thì là tán chưa? Test nhé. Mic 1. Alo, 1 2 3 4 5 6. Alo, alo, 1 2. Mic 2. Alo, 1 2 3 4. Alo. Đấy, như vậy là mạch thứ nhất của anh vẫn hoạt động bình thường nhé. Đến bộ thứ hai. Đây, cái mạch thứ nhất của anh đây. Em sẽ để riêng ra, không có lắm anh nó nhầm. Rồi. Đấy, như anh cũng đã thấy thì bộ thứ hai này, hai đèn mic cũng đã sáng và hai cái đèn của mạch thu cũng đã sáng. Bây giờ em sẽ test cho anh nhé. Mic thứ nhất này. Alo, 1 2. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. 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 Đây, mic thứ nhất nhé. Alo, 1 2. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy, như vậy hôm nay em đã test cho anh xong hai bộ mic loại 2 không dây loại 2 mic này màu bạc xanh. Thì hai bộ này vẫn hoạt động bình thường và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu để đóng hàng và gửi hàng cho anh. Đây, tháo pin ra và đánh dấu vào mic của anh nhé. Đây, như vậy là đây là ký hiệu sản phẩm bộ thứ nhất của anh. Thế mà đánh số 1 đây. Và bây giờ mình sẽ đánh dấu bộ thứ hai nhé. Như vậy đây là ký hiệu sản phẩm của anh bộ thứ hai. Đây, em đánh dấu bộ số 2 đây. Đấy, bây giờ em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho anh nhé. Xin
cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.